Yến Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 1 tháng 8 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại trường trung học Robert Lee High School, thành phố Greenfield, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong lễ mãn khóa của trường Việt ngữ VYEA. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Được biết, người sáng lập ra Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn VYEA là ông Chữ Bá Anh. Để nhớ ơn người có công sáng lập trường Việt ngữ, Hội Giáo dục Trẻ em, hàng năm qua thầy cô tổ chức phát thưởng giải Chữ Bá Anh cho các em xuất sắc của mọi lớp. Hôm nay là cái ngày lễ mãn khóa, như tôi nói đó là cái năm 43, cái trường hè này. Năm nay có độ 250 em, mỗi một lớp tụi này có độ 4 người thầy cô. Tất cả năm nay, nếu mà tôi đúng đếm không nhầm thì là 17 lớp tất cả. Thì tổng cộng là độ 50-60 cô giáo, thầy giáo tất cả. Lễ mãn khóa hè bắt đầu với nghi thức chào cờ và phúc mặc niệm. Chủ tịch Hoàng Việt Dũng chia sẻ. Năm 2019 đánh dấu 44 năm người Việt chúng ta rời xa quê hương. Và cũng là năm 43 của Hội Giáo dục Trẻ em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn. Đây là thành quả của một sự đóng góp kiên trì của những người còn giữ được lòng tự hào của một nền văn hiến Việt Nam lâu đời. Sau đó là giới thiệu ban chấp hành của trường. Xin quý vị cho một vỗ tay. Kế tiếp là giới thiệu các học sinh đoạt giải thưởng Chữ Bá Anh và giải thưởng cho các học sinh xuất sắc của toàn trường. Các giải thưởng do bà Lê Tống Mộng Hoa và một số mạnh thường quân gửi tặng. Chương trình lễ mãn khóa và chương trình ca nhạc phối hợp nhịp nhàng và xen kẽ rất công phu nhờ công sức của các phụ huynh cùng ban văn nghệ và các thầy cô cũng như học sinh. Chương trình mãn khóa lớp tiếng Việt hè kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ mãn khóa của trường Việt ngữ hè VYEA. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Greenfield, Virginia.